Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, đúng với câu Đức Thầy nói là đạo lý tầm sâu sâu chăng cạn. Thế nên quý vị vừa qua nghe qua cái sự trình bày về cái đề tài mà gọi là nguyên do nào chúng ta sanh lên cái nóng giận, thì được Huynh Tấn giải hết sức là sâu xa và rất là rõ nghĩa. Thì giờ này thì chúng tôi đã thấy thời gian nó cũng đã điểm đúng là 10 giờ 30 phút rồi. Xin hỏi ý kiến của chư quý đồng đạo, chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình hay là tạm dừng để chúng ta bước vào cái phần cuộc cúng trong buổi sáng hôm nay? Chúng tôi xin hỏi ý kiến chung của chư quý đồng đạo chúng ta nơi phía dưới. Giờ đề nhỏ nhỏ thôi. Nếu quý vị là thống nhất cho thêm một đề nữa thì quý vị ủng hộ cho chàng khóa tay, nếu không thì chúng tôi sẽ tạm dừng. Rồi thì với một cái sự đồng tình của chư quý đồng đạo nơi phía dưới thì chương trình nghi vấn chúng ta sẽ tiếp tục. Vậy xin kính mời những cái bàn tay của chư quý đồng đạo chúng ta giơ lên để hỏi trực tiếp cho Huynh Tấn để trình bày trong buổi sáng hôm nay. Còn nếu như quý vị không có câu hỏi trực tiếp thì chúng tôi sẽ đặt cái câu hỏi trong cái tấm giấy mà chúng tôi đang giữ đây, là do đồng đạo ghi tên, do đồng đạo không có ghi tên và đã đặt câu hỏi, chúng tôi đã ghi trong tấm giấy. Rồi vậy kính mời đệ lên phía trên. Thì câu hỏi trực tiếp thì chúng ta có thể ưu tiên hơn gì? Quý vị không có hỏi trực tiếp thì quý vị thông cảm để chúng ta chờ lại dịp khác. Để lên đây đi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Hạnh Đại Nguyện Kim Sơn Phật. Và nhân đến cái buổi đề tài nói chuyện hôm nay thì con cũng kính đến chú hai qua hai câu thánh ý của Đức Thầy. Đức Thầy có cho biết là tóm tắt ít lời âu diệt chủng, thế sự mê hồn lụy sông mâu. Và con thắc mắc là tóm tắt ít lời âu diệt chủng, mà âu diệt chủng là âu sao, mà thế sự thế nào mà lại là lụy sông mâu, và lụy sông mâu là cái gì? Vậy con kính thỉnh chú giải đáp cho con và toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta nghe chung để cho nó sáng ý. Xin thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, giờ trở lại cái đề để chân đất Bắc. Cái này phần ý về câu giảng thì cũng gọn, con xin phép để làm phận sự trong cái giờ này, thời gian ngắn nữa thôi. Giờ hai câu đó là tóm tắt ít lời âu diệt chủng. Âu diệt chủng là sao? Thế sự mê hồn lụy sông mâu. Thì thưa quý vị, đây thuộc về thời sự chút xíu nha. Vậy thì tóm tắt tức là gì? Tức là nói gọn nói nhanh đó, thời gian sắp kết thúc rồi. Thầy cho biết là sao? Tức là bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè, tức là thời gian gấp rút quá, không có còn lễ mễ dài dòng ở đây nữa, nói cho mau, nói cho thẳng, đó gọi là tóm tắt. Hay là điều thứ 8, tóm tắt tức là gom hết tất cả những ý lớn ý nhỏ, gom hết vào đây một chữ nhỏ thôi, đó là gì? Âu diệt chủng, khổ. Diệt chủng là khổ, diệt là tiêu diệt, chủng là gì? Là chủng loại, là giống dân á. Thì đây là gì? Đây là cái nạn chết thôi, không có gì. Thưa quý vị, chúng ta đọc giáo lý Đức Thầy thì Đức Thầy mình nói về cái sự thời cuộc rất là nhiều. Tại sao gì? Thầy nói về thời cuộc á, không phải là thầy hâm dọ hay là hâm hù dọ gì cho mình sợ, mà báo cho mình biết bằng cái trí tuệ thật sự để chi gì? Biết khổ đừng tránh, quý vị, không có gì chứ. Tức là nếu để mà chúng ta không biết á, đến chừng đó nó khổ, rồi mình khổ đau lắm. Do vậy thầy ra đời đó, ngoài việc là thầy truyền bá về đạo pháp, thầy còn nói về sấm cơ nữa. Tức là báo cho mình biết được cái thời kỳ này đang lâm vào cái thời kỳ gọi là khổ đà đi đến như tên. Hồi thời xưa Đức Phật nói khổ, đây là khổ nha. Bài pháp khổ, nhưng mà bây giờ đó khổ nó diễn ra kinh khủng luôn. Ráng lo tu niệm, tìm nền vinh hoa. Vậy thì âu là cái lời giống như cái lời nói để ta thán, để gợi lên cái sự khổ đau cho chúng ta, mà gồm chung hết tất cả mọi người phải chịu cái nạn này, đó là cái nạn diệt chủng. Chủng tức là gì? Là chủng loại. Và diệt chủng nghĩa là gì? Mình đi lên trên ở đâu mình biết cái từ này quý vị? Bình bót ta chẳng đâu quý vị. Tức là đi lên trên Phi Lai Bổ Tích, chúng ta sẽ thấy rằng còn cái di tích để lại, tức là Pol Pot đã diệt chủng vào năm đó. Diệt chủng nghĩa là gì? Chết mà chết không có phân biệt người nào hết nha. Già cũng giết,
trẻ cũng giết, trai cũng giết, gái cũng giết, thiện cũng giết, ác cũng giết, thì chết cái kiểu này gọi là diệt chủng. Ví dụ như chúng ta đọc giáo lý Đức Thầy, thí dụ Thầy nói đó, đời tận thế mà còn lần lửa, chúng ta nghe Thầy nói tận thế hay là đến cái ngày mà tiêu diệt, giống như là tiêu diệt hải hùng, chúng ta cứ trông cứ chờ hoài là không biết nó tới chưa. Có nhiều người, nhiều cô chú hỏi con chừng nào tới. Con nói thưa với quý vị, mưa thì trời đang mưa, mà mình cứ hỏi là chừng nào mưa. Mình cứ hỏi chừng nào mưa hoài à. Hỏi chừng nào đời tới, con nói đời đang tới, thế chừng nào đang tới. Tại sao? Tại vì cái thời kỳ hạ quân, thời kỳ tiêu diệt là chúng sanh sẽ chết thằng lọt như vậy đó. Mà có chứ quý vị, có rồi không? Sóng thần động đất cũng diệt chủng vậy. Diệt chủng là gì? Giết không có chừa người nào chứ. Còn thí dụ như người ta muốn tiêu diệt cái người nào đó, ít ra phải loại trừ ra. Anh ác tôi giết anh, một phải chừa ra người hiền. Còn hoặc giả là họ có tàn nhẫn lắm thì họ giết cũng phải chừa phụ nữ trẻ em gì, thì cái đó gọi là cái giết cho chiến tranh hay do gì hết. Còn cái diệt chủng là gì? Giết bất kể là người đó hiền ác gì chứ, cái đó gọi là diệt chủng. Mà tóm tắt cái lời ô diệt chủng nghĩa là Thầy cho biết rằng chúng ta đang sống trong giai đoạn của thời kỳ hạ quân và pháp, và cái mà chúng ta đang phải đối đầu với cái khổ đó là cái khổ kinh hoàng của sự diệt chủng. Có không quý vị? Sóng thần xuống cái ập rồi, không có chừa người nào, không có hỏi anh tu anh không tu gì chứ, không có hỏi anh thiện anh ác gì chứ, cái này gọi là diệt chủng. Hay là bơm thảy xuống cái ầm thì người nào đó chết rồi. Vậy thì cái nạn này mình có chứ quý vị. Gió dung thì còi cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Cho nên không có nói thời cụ thiên cơ, đừng có hỏi con chừng nào tới, mà con nói nó đang tới. Cứ hỏi chừng nào tới, nó phải tới ngàn bữa nha quý vị. Nó phải tới ngàn bữa. Mà chừng nào mà chúng ta gặp Thầy là ngày đó kết thúc á. Cho nên á, biết vậy để chi? Để chúng ta cố gắng, chúng ta lo tu. Có nhiều khi chúng ta đọc cái câu là đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng trên đài cao gọi các linh hồn. Chúng ta cứ chờ, mình cứ nghĩ là mình ráng tu chờ đến cái ngày Thầy về để Thầy chấm điểm. Là kỳ thi không quý vị? Không, Thầy về không có thi gì nữa trơn. Mà tất cả chúng ta đang ngồi đây là đang thi nha quý vị. Cái lớp nó mở rồi đó. Tức là ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, Đức Thầy chúng ta vắng mặt là Đức Thầy xả gào là mở cái cuộc thi cho chúng ta. Để chi vậy? Để biết con người nào trung kiên với đạo pháp, để biết con người nào tu tập như thế nào. Đó là cơn lọc lừa. Vậy thì tất cả chư đồng đạo chúng ta đang ngồi đây là đang ngồi trong cái bàn thi nè. Đi ra họ khiều khiều chút, đang tu ngon lành, mà nói tu bá láp bá sàm, tu không có ra gì, tu mượn đạo tạo đời, đó là thi đó. Mà thưa quý vị, con nói thường thường á, mình có cái ngộ nè, học luôn luôn muốn lên lớp, trông chờ cái ngày mau lên lớp. Ai cũng vậy chứ không phải quý vị. Tu luôn luôn hỏi tu muốn tiến bộ, muốn. Nhưng mà sao? Có cái bệnh khổ là không có chịu làm bài thi. Hễ mà anh muốn lên lớp thì anh phải làm được cái bài thi. Mình thì luôn muốn lên lớp nhưng mà đưa bài thi khó quá thầy ơi con không làm. Thì sao lên lớp? Tu muốn tiến không, muốn phát triển không? Dạ muốn. Nhưng mà sao? Khổ quá, tu này con chịu không nổi thầy. Phật ơi, mỗi ngày giấy thầy độ cho con tu sao cho nó bớt khổ, chả quá, chả từ từ, chả quá con chịu có nổi. Mà hỏi tu muốn thành Phật không hả? Chứ muốn thành mà nhỏ nhỏ Phật mình không chịu nữa. Vậy thì muốn mà cái đạo hạnh mình thân tiến thì phải chịu mấy cái bài thi này nè. Người ta nói sốc ốc á, người ta nói quan đó, người ta làm tổn thương mình đó, người ta lấn ganh đất đó, mình đúng đó. Nhưng mà hãy đi ra dành với người ta thì bỏ bài thi không làm. Im ru ở đây đó là làm xong cái bài thi đó. Đời nó phải có cái quy luật, hãy muốn được cái này á thì nó phải mất cái kia. Nhiều cô chú hỏi con đó, sao tu nó gặp cái trở ngại này trở ngại kia, làm sao tu sao cho nó bất khổ. Con hỏi cô tu cô muốn gì? Cô muốn phước báo hay muốn giải thoát? Nếu cho mình cái sự lựa chọn đó thì cô chịu cái gì? Một là tu muốn giải thoát hay là tu muốn được phước báo? Cô chọn cái nào đấy? Tao chọn giải thoát, mày bị gì không biết sao chứ thấy giải thoát nó ngon hơn. Mà muốn giải thoát thì sao? Thì không có cầu phước báo nha. Hai cái phải có, cái một phải ai muốn phước báo là nó không có cái tâm giải thoát. Mà mình muốn có phước báo thì gì? Phiền não mới sinh ra. Mình muốn làm chuyện này đặng, muốn làm chuyện này được thì phần mình nó mới đụng chạm, nó mới lấn với cái người khác, từ chỗ đó nó mới có phiền não sinh ra. Còn tôi muốn giải thoát là buông. Hai cái này mình phải chọn một, mình không thể chọn được hai được. Cho nên nếu mình muốn tu muốn phát triển thì phải sao? Thì làm bài cho nhiều lên, làm bài cho giỏi lên. Vậy thì thưa quý vị, tu mà tối ngày ngồi ở nhà không ai chọc tức, không ai làm cho quạo, không ai làm cho giận, đó là tu không có lên lớp. Người ta đang làm cho mình khó chịu, đang làm cho mình quạo, đang làm cho mình giận là gì? Tao lên lớp mình đó, cái từ ta gọi là gì? Bữa nay tao lên lớp nó, phải không quý vị? Là lên lớp đó, đừng có sợ tu, đừng bao giờ sợ khổ, đừng bao giờ sợ nghịch cảnh nha.
Nếu mà chúng ta sợ khổ, sợ nghịch cảnh là gì? Chúng ta không có lên lớp. Muốn lên lớp lắm, tu muốn giải thoát lắm, tu muốn phát triển lắm. Mà thầy nói bài thi nè con, dạ thưa thầy, cho con bài khác, cứ đổi bài hoài, đổi riết hết giờ, ra không viết được bài nào. Chừng tới cái ngày thầy về chả có cái bài nào hết. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta đang ngồi đây đó, thầy mình mà nhấn mặt là thầy mình đã mở lớp cho mình học và mình đang thi nha quý vị. Ngày thầy về thầy kêu tên thôi, không có thi cử gì nữa chứ. Vậy thì chúng ta đang ngồi đây cũng là đang ngồi trong cơ tận diệt. Đừng có hỏi ngày nào tới, mưa đang trên đầu mưa xuống mà. Đừng có hỏi chừng nào tới, nói năm hay năm nói xa lắm. Bây giờ thưa quý vị, mình mở đài mà mở cái tin tức đồ này kia, mình nghe mình rúng động hết trơn, phải không quý vị? Chưa con nói cái chuyện đó là cái chuyện xa, nhưng mà bây giờ đó, cái mạng sống mình trong thời này chỉ mình treo chuông lắm. Không biết là sống chết nó như thế nào, nó tới bất tử với mình lắm. Cho nên tóm tắt kết lời Âu Diệt Chủng, nghĩa là thầy báo cho mình biết trước là trong cái thời mà mình đang ngồi đây, khổ đau nó đến nhanh lắm, gấp lắm, và nó đến kinh hoàng lắm, và điều đó đã có rồi. Thế sự là việc đời, mê hồn là sao quý vị? Hồn mê nó chạy theo có bỏ. Thầy nói cái câu nè, quay trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngặt lòi thỏ cáo cứ đua tranh. Quay trời đất là gì? Là cái quy của đất trời đó. Mà quy đất trời là gì quý vị? Sấm chớp, bão giông, gió ầm ầm đó, đó là cái quy của trời đất đó. Mà thế trần khủng khiếp quý vị, trời đất mà nổi cơn thịnh nộ một cái đó là nhà tan, nhà chốc, nhà ngập, nhà cháy, đủ thứ hết. Đó là gì? Đó là quay trời đất thế trần khủng khiếp là mình phải sợ. Ngặt thì sao? Nhưng ngặt lòi thỏ cáo cứ đua tranh. Con thỏ con cáo là hai con vật nhỏ bé trong rừng. Gió ầm ầm, cây ngã cây đổ, sập cháy rừng sắp nơi rồi, mà nó có lo. Nó lo nó giành ăn củ cải nhau đi. Nó lo nó giành ăn của cải, mà cái mạng sống nó nhỏ bé lắm. Mấy con hổ, mấy con voi, mấy con sư tử, mấy con đó nó mạnh, nó lớn, mà nó thấy mà bắt đầu gió giông là nó chạy hết rồi. Còn mình không, mình ngồi đây mình giành ăn của cải nè. Là gì? Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi? Chết nó kế bên mình nè. Mà cứ giành nhau hơn nhau từ câu chi gì quý vị? Thua ông đồng đạo có câu mà gì muốn có được tức lắm, ráng suy nghĩ nhớ cái câu này, mai mốt gặp ổng chờ đón ổng tới ngày đó trả lại ổng cái mới chịu nổi đó. Ai coi tu vậy đó mà chịu nổi không à. Hơn chi chút quý vị, con nói đó, thưa quý vị, chúng ta giận ai có chính xe 10 vàng đi, và chúng ta có tức giận ai đi, chúng ta thậm chí chúng ta nói là sống để dạ chết đem theo, mình thì tức lắm mà mới nói câu này, phải không quý vị? Nhưng mà nó giả, nó gạt mình thôi, con người mình không có tàn nhẫn như vậy đâu. Thầy cho biết đó là người mới sanh tánh thiệt trời dành quý vị. Chúng ta cứ nghĩ là khi mà nó chọc tức mình nóng lắm chút, mày chết tao không nhìn mặt mày. Nhưng mà thưa quý vị, không bao giờ. Khi mà thấy một cái người đó họ chết trong khổ đau, nhìn không quý vị, đi lại đốt nhang cầu nguyện cho nó liền đó. Không có bỏ được, nó tức thì nó nói vậy đó, nhưng mà cái lòng từ bi không có bỏ được. Một người ác gì ác, có một cái tên tướng cướp đó, giết người coi mạng sống không ra gì, nhưng mà khi nghe tiếng khóc qué lên của đứa trẻ đó, người này tha. Ai trong lòng chúng ta cũng có cái tánh thiện đó. Tánh thiện nó bị che mờ bởi cái tánh ác, bởi cơn sân, cơn nóng mình không hay thôi. Nhưng mà cái cơn này chúng ta bỏ ra là cái tánh thiện chúng ta nó trỗi dậy liền. Cho nên á, thưa quý vị, hãy để cái tánh thiện đó sống đối đãi với nhau cho cái cuộc đời đẹp. Tại sao vậy? Vì chúng ta biết rằng tất cả chúng ta rồi đây mỗi người sẽ ra đi, đâu ai còn. Thưa quý vị, lúc nào mà tất cả chúng ta thương nhau nhiều nhất là lúc gì quý vị? Tai nạn khổ khó. Covid tới rồi đấy, không có nói nhà nào chứ. Lúc đó là ai cũng chung tay lo chứ. Hay là chúng ta đang đi trên một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền bây giờ chuẩn bị đắm thuyền đó, thì bây giờ không có kể là có đạo không có đạo, sắc tộc hay không sắc tộc, hay là người phải người quấy, người đúng người sai, mà mỗi người chúng ta một tay chung nhau thương hết, lo hết, phải quý vị? Tại sao chúng ta không sống được? Là vì chúng ta ý thức cái đời vô thường quá mỏng manh. Chúng ta cứ nghĩ nó còn dài lắm, phải không? Vậy thì thế sự mê hồn, tức là thế sự nó diễn ra như vậy đó, mà đời mình cứ mê hoài là tại mình không có giác ngộ, mình chưa có thấy cái chữ chết nó đứng kế bên mình. Mình nghĩ mình còn sống dai lắm, còn mấy chục năm xa lắm mà, ai biết được cái chuyện ngày mai ra sao. Cho nên khi mà nó tới rồi thì sao? Lụy là lệ, xong mâu là con ngươi khóc. Con nói đời mình khác chứ Bồ Tát Phật có chuyện này nè quý vị. Bồ Tát đó là sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Con nói mình tu mình giống Bồ Tát cái là mình khỏe. Bồ Tát đó để chuẩn bị làm cái gì mà cho ai khổ đó Bồ Tát sợ lắm. Chuẩn bị làm cái gì cho người khác mà người khác buồn là Bồ Tát sợ lắm, không làm. Còn mình không, mình chỉ sợ là khi nào cái chuyện khổ đó tới với mình, tức là mình chỉ sợ quả thôi à. Mình rất là sợ quả nghèo,
Mình rất là sợ cái quả khổ đau, nhưng mà mình không có biết rằng cái quả nghèo, cái quả khổ đau này là do cái nhân nó gây ra. Mà thế sự là việc đời nó có nhân có quả, do gì hồi đó mình có dai cho nên bây giờ mới có trả. Mà mình mê hồn tức là mình không biết chuyện này. Mình sợ quả không, mình không sợ nhân. Mình sợ quả mà. Khổ quá thì cứ chết, tại sao tôi tu mà tôi khổ vậy? Nhưng mà không biết rằng là tại nhân của mình gieo. Cho nên khi nào tới ập tới thì sao, mình chỉ biết khóc, khóc thôi. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát biết rằng khi mà cái khổ đó đến đó là do nhân gieo nè. Cho nên tu tập từ đây về sau đổi cái tư tưởng này giùm con, đừng sợ khổ gì. Ai dám tu đừng sợ khổ mới giải thoát nha. Không sợ khổ, chấp nhận khổ. Cái tinh thần Bồ Tát đó quý vị biết không? Họ chấp nhận luôn cái tình thương của họ, là chấp nhận luôn gánh cái khổ đau cho người khác. Đức thầy mình đó, câu nào quý vị? Sao cô đọc lớn lên con nghe cái? Quá hay luôn, cho cô chàng khó tay. Biết sao chút hết gánh về ta mang, mang cho hết luôn tai nạn thế giới khổ như thầy mang hết mà. Cho nên tại sao vậy? Vì biết đây là cái nhân tốt. Ngài sợ gây cái nhân chứ ngài không phải sợ quả. Còn quả tới là ngài chấp nhận tu, không có méo miệng méo mặt gì khi khổ đau. Cho khổ là chấp nhận xung pha đi trước. Cho nên bể trần sống cuộn lao sao, sông thuyền bát nhã nước vào một phen. Hai câu này ông thi sĩ Việt Châu ông thấm hai câu này đó. Chứ hồi trước con nói câu này con kết thúc, quý vị biết ông thi sĩ Việt Châu là dân sĩ kim thi sĩ có tài, cho nên có ông anh là ông Nguyễn Xuân Tân, anh của Nguyễn Xuân Thiếp. Lúc đó ông anh là tu theo thầy rồi, nhưng mà ông về thường hay ông tụng kinh. Con nói cái từ tụng kinh ở trong hoặc kép nghe, tức là ông cứ nói chanh nói giống ông anh mình đó. Ông là người lớn có trình độ, ông muốn học, ông muốn tu đó. Phật học biết bao nhiêu kinh điển, vào đạo Phật mà tu sao quy với cái ông mà học chưa có hết tiểu học đó. Tức là hay thường nói mắt nói mỏ ông anh mình, và thường hay khi dễ vậy. Thì ông anh biết không có trả lời lý luận gì được, ông cũng nhịn đến khe, ông không có nói gì hết trơn. Và có một cái lần nọ trong cái cuộc mà ông muốn sưu tầm một số các bài văn thơ đó, đây là trách nhiệm của ông á. Sau cái hội nghị về văn thơ đó, mỗi người có một cái trách nhiệm là sưu tầm những cái bài thơ hay, những cái bài văn hay. Để lúc đó thì sách vở đồ này kia còn khan hiếm. Cho nên trong cái câu chuyện do ông, tự nhiên ông mới nhớ lại. Ông nhớ lại là hồi đó mình hay nói anh mình mà, mỗi khi nói đó, ông anh không có nói gì hết, ông im kia. Ông nói thật ra đó, chú đừng có nói là đức thầy là nhỏ, nhưng mà ngài giỏi lắm, trí tuệ ngài siêu việt lắm, văn thơ ngài viết cực kỳ hay. Mà mỗi lần ông nói đó thì ông Nguyễn Sư Tăng chỉ nói gì thôi, nhưng mà lúc đó không có lọt vô tai của ông thi sĩ Việt Châu. Ông coi thường, ông có nói ngàn gì tới. Nhưng mà tới cái lúc mà cái nhu cầu về văn thơ ông có, ông nhớ lại, bỗng nhiên nhớ lại cái câu mà hồi đó ông Nguyễn Sư Tăng nói đó. Đâu hỏi thử coi, coi coi nếu nhóm hay được thì mình có thể mình xài được. Cho nên bữa đó mới ngồi nói chuyện với anh đó, và nghe anh nói đó, thầy của anh đó là có dân thơ hay lắm. Ở đâu có cái nào đó, anh đem ra tôi coi thử coi ra sao. Bữa đó cuốn sách giảng không có trong tay, nhưng mà nặng đâu trong đầu ra, ông nói để tôi đọc cái bài này cho em nghe. Bắt đầu đọc nha quý vị. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tân sĩ như dần nắp tan. Hai câu đầu vừa đọc lên là ông thi sĩ Nguyễn Sinh Thiếp đổi sắc mặt liền. Từ cái sắc mặt mà cao cao tại thượng là nó xìm xuống liền. Chỉ hai câu đầu thôi, bài này nó hay về văn thơ, nó hay về đạo pháp đó. Vì đâu bốc ngọn lửa tầng mà lòng tân sĩ như dần nắp tan. Cái người có trí thức ta coi giảng nó thấm tới gan, tới xương, tới tỷ. Tại sao một cái ông tăng sĩ, một ông tu sĩ mà trong cái hoàn cảnh diễu dương của đất nước mà làm cho ông đau lòng như dần nát tan, là thấy được cái sự mà ái u đất nước nó đang nặng trĩu trong hai câu thơ này. Rồi bắt đầu vừa đọc xong hai câu này là ông lắng tai nghe, không còn có cái ý kinh dễ nữa. Ông mới đọc tiếp, nghĩ mình chọn kiếp con quan quê hương rày đã dặm trần sông xiên tổ đường còn một cành quen. Vừa đọc tới cái câu bể trần sống cuộn lo sao, sông thiền bát nhã nước dòng phèm đổ ra thay xuống cái gồng. Ông bị giật mình, ông đang ngồi mà ông nói thay ông cái gồng. Ông Nguyễn Sinh Tăng giật mình, bộ ông lọt lỗ tai hay gì không nghe nữa. Thôi anh đừng đọc nữa, tôi biết vị này là ai rồi. Ông kêu mới nhẹ trong lòng, đây là Bồ Tát không phải thường. Tại sao vậy? Bể trần sống cuộn lao sao, nghe có lần đầu tiên mà biết nghĩa liền. Mình nhiều khi coi giảng của đức thầy, coi tới coi luôn, coi cái cuốn giáo lý nó rách mấy khúc mà còn chưa có hiểu nghĩa. Ông nghe một lần mà ông thấm liền đó quý cô chú. Sau cái lần đó đọc mấy lần lòng thuộc luôn cái bài đó của đức thầy, cái bài Tự Thác, khỏi cần mà học như mình học trước quên sau. Rồi sau cái câu chuyện đó mới có cái cuộc mà theo dõi gót từ bi mấy bữa đó. Ông mới hỏi thầy ông bây giờ ở đâu, mới chỉ là lúc đó thầy đang trở về Sa Đéc. Khi mà đọc tới cái câu mà bể trần sống cuộn lao sao, sông thiền bát nhã nước vào một ven lòng, để tay xuống cái gầm, ông nói được rồi, tới đây đủ rồi.
Ông Nguyễn Sư Tân thì ông giật mình, ông cứ ngỡ là chắc là ông nghe không lọt tai, nhưng mà không, cũng thấm tới tim và ông nói đây là vị Bồ Tát lâm phàm. Tại sao vậy? Lúc đó ông Tân mới hỏi lại, chú mày thấy sao mà chú mày làm vậy? Bây giờ hỏi tôi biết cái vị này rồi, cái vị này như thế nào, đây là Bồ Tát. Mỗi sao Bồ Tát tao coi hồi đó giờ nhiều lần sống sao thông không biết đây Bồ Tát, xong chú mày mới nghe lần biết Bồ Tát. Giờ hỏi ngược lại anh nè, khi mà anh đi biển đi xa, đi ra sông, đi qua đò đó quý cô chú mình, quý cô muốn đi đó mình thấy như thế nào? Mình lựa cho trời đừng có mưa, đừng có sóng, đừng có gió mình mới đi, phải quý vị? Chứ có đâu mà một cái gì mà bể trần sóng cuộn lao sao, tức là ngay cái lúc mà biển sóng to gió lớn nhất mà dông thuyền Bát Nhã đi ra đó thì Bồ Tát mới đi kiểu này. Nơi nào khổ đau nơi đó Bồ Tát vô, Bồ Tát tới. Tu làm Bồ Tát đừng làm chúng sanh nữa, nơi nào khổ đi vô liền, chúng sanh khổ gánh vác liền, người ta đưa quan ức cho mình ôm liền, đây là bể trần sống cũng lo sao, không sợ khổ nha. Cho nên lúc đó mình sẽ không bao giờ lì xung mau, cho nên ổng ngộ được hai câu này theo quy thầy. Tôi mới nghe lần đầu đó, mình nghe vô lý thầy mình biết bao nhiêu lần quý vị chưa ngộ không, bữa nào ráng nghe cho nó ngộ. Vậy thì cô xin gói gọn lại tóm tắt ít lời Âu Diệt Chủng. Câu thứ nhất là nói cái khổ đau mà chúng ta sẽ gánh chịu kinh hoàng lắm nha, nhưng mà khổ con cái là mình cứ mê hoài à, mình mê hoài bỏ không có được, cho nên hãy cố gắng giác ngộ. Để sao vậy? Khổ tới mình chỉ biết khóc thôi, chớ cái người mà họ trí giác ngộ đó khổ không có khóc, họ chấp nhận, họ chỉ sợ khi họ làm khổ người khác thôi, chứ họ không bao giờ sợ người khác làm khổ họ. Và đây là tinh thần Bồ Tát. Con xin cảm ơn quý cô chú mình rất nhiều. Đến đây con xin khép lại cái đề tài của mình. Cũng trước khi dứt lời cũng một lần nữa kính cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên tính đến đây, không biết để cho quý vị mình cái món ăn bữa nay không biết ăn ngon dở như thế nào, nhưng mà thấy quý cô bác cũng còn ngồi đây mỉm cười, chắc ít ra cũng ủng hộ được phần nào đó, mình cũng ăn ổn. Chứ ở trên nói mà quý vị mình cứ cúi đầu gục gạt gì hoài thì cũng tội nghiệp lắm, phải quý vị. Xin cảm ơn quý vị mình rất là nhiều nha. Chúc cho toàn cả quý vị luôn, chúng ta luôn được ăn ăn tâm lạc, và nhất là tu không sợ khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, đúng với câu là chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có, hay hoặc giả là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn. Thì vừa qua quý vị đã nghe qua hai lời truyền tải về 1, 2, 3 ý pháp của được hai huynh, tức là huynh Lợi và huynh Tấn, hết sức là hay không quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì đúng như cái lời của quý vị thì đến đây chúng tôi xin tạm khép lại cái chương trình chia sẻ Phật pháp trong cái buổi sáng hôm nay. Vậy cuối lời thì đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn nơi gia đình đã tạo một cái môi trường chia sẻ Phật pháp trong buổi sáng hôm nay. Và kế đó thì chúng tôi cũng xin cảm ơn chư quý đồng đạo chúng ta đã lắng nghe suốt trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và lời sau cùng thì cảm ơn hai huynh đã chia sẻ Phật pháp hết sức là hay ho, và đã trao truyền lại một cái ý pháp của Đức Thầy, làm cho chư quý đồng đạo chúng ta rút được một cái kinh nghiệm trong cái đời tu của chúng ta, hay hoặc giả là trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta hay bắt gặp. Thì kính thưa quý vị, với một cái sự chia sẻ Phật pháp hôm nay có công đức và phước đức, thì trước tiên thì xin hồi hướng cho vong linh của người mắc được siêu thoát về cảnh giới an lành của chư Phật. Và kế tiếp thì xin hồi hướng cho đồng đạo chúng ta nghe pháp thì thân tâm chúng ta thường an lạc, đạo quả sớm viên thành và bồ đề tâm vững chắc, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Thì kính thưa quý vị, thì Đức Thánh có bảo là sức tất cáo phận tất diện, có nghĩa là đi thưa gì cũng phải trình. Chứ khi chúng ta đi vào phần cầu cúng thì cũng có trình lễ nghi thức. Kính mời chư quý đồng đạo chúng ta đồng đứng lên. Hòa đồng kính mời quý vị thân tâm trang nghiêm và tâm thanh tịnh, chúng ta hướng về nơi của quyền Thất Tổ đồng xá ba xá, và kính mời. Và kế tiếp là hướng về ngôi Tam Bảo Phật Đài đồng xá ba xá, và đồng hướng về chân dung thầy đồng tri ân. Và bên trong đã xong cung thỉnh trên ngoài, đồng hướng về ngôi Thông Thiên Tứ Phương đồng xá ba xá, kính mời xây dựng bên trong. Thì chúng ta cũng có một phút mặc niệm giác linh cố đức ông và cố đức bà. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ thưa thôi, và phần chia sẻ Phật pháp đến đây xin tạm dừng, và kính mời chư quý đồng đạo chúng ta xả hơi trong giây lát để chúng ta tiến thẳng vào buổi cầu nguyện cũng như dâng mâm gia phẩm trong buổi sáng hôm nay.